Chân Dung Hot Girl cùng với chồng cầm đầu đường dây cá độ trăm tỷ vừa bị triệt phá. Do vợ chồng Minh làm ăn lớn nên sống kép kín và ít khi tham gia các hoạt động ở địa phương. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên trang web bóng88.com do đối tượng Dương Quang Minh sinh năm 1988 trú tại phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cầm đầu. Theo đó, thì cơ quan điều tra đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với năm đối tượng: Dương Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh năm 1991, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang; Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1987, trú tại phường Trần Nguyên hãn, thành phố Bắc Giang; Nguyễn Văn Khương, sinh năm 1987, trú tại phường Sương Giang, thành phố Bắc Giang và Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1991, trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet. Hoạt động phạm tội của số đối tượng trên bị trinh sát phòng điều tra hướng dẫn phòng chống tội phạm có tổ chức, Cục Cảnh sát Hình sự phát giác từ khoảng tháng 3 năm 2019, dưới hình thức là kinh doanh karaoke, cầm đồ. Dương Quang Minh chủ yếu lén lút tổ chức đánh bạc qua mạng. Sau khi bị bắt giữ, thì các đối tượng khai nhận khoảng giữa năm 2018, Nguyễn Văn Khương được Dương Quang Minh chỉ đạo đàn em là Nguyễn Minh Hoàng. Hoàng là người được Minh thuê để làm kỹ thuật quản lý các trang mạng cá độ bóng đá. Cắt cho Khương một trang mạng cá độ bóng đá trên trang web là bóng88.com với tên tài khoản là TVVB26. Sau đó, thì Khương và Minh thống nhất quy ước một điểm trong tài khoản tương ứng với 6.000 đồng cứ đến ngày thứ hai thứ ba hàng tuần thì các đối tượng chốt số tiền thắng thua và thanh toán Ông Trùm Minh còn giao Phan Đức Anh sinh năm 1994 đang bỏ trốn, chuyên đi thu tiền cá độ bóng đá của Khương. Ngoài ra, Khương sẽ trả tiền cho Minh qua nhiều tài khoản. Sau khi nhận tài khoản cá độ bóng đá, thì Khương tiếp tục chia thành nhiều tài khoản, trong đó Khương sử dụng tài khoản TVVB2604, còn tài khoản TVVB2632 giao cho Nguyễn Văn Hiện và thứ ba hàng tuần chốt tiền thắng thua để Hiện đưa cho Khương bằng tiền mặt. Với quy ước là một điểm sẽ làm 15.000 đồng. Đáng chú ý thì trong đường dây cá độ được xác định số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng vừa bị cơ quan công an bắt giữ, có một đối tượng nữ duy nhất là Nguyễn Thị Hồng Vân. Kiều nữ chính ít này cũng chính là vợ của ông Trùm Dương Quang Minh. Nếu như Nguyễn Thị Hồng Vân với vẻ bề ngoài xinh đẹp thì ông Trùm Dương Quang Minh cũng không kém cạnh khi luôn xuất hiện rất bảnh bao. Đại diện của tổ Đồng Cửa, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang nơi hai vợ chồng Minh sinh sống cho biết, vợ chồng Minh lấy nhau đã lâu, hiện đã có hai người con. Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng vợ chồng của Minh mới xây được một ngôi nhà 4 tầng trên hai lô đất. Trước đây, khi chưa tham gia vào đường dây cá độ bóng đá lớn như thế này, thì kinh tế của gia đình Minh cũng bình thường thôi chứ không khá giả như hiện nay. Theo vị đại diện này, thì ở địa phương, vợ chồng của Minh chưa bao giờ để xảy ra điều tiếng với ai tuy nhiên do vợ chồng minh làm ăn lớn nên rất ít khi tham gia các hoạt động ở địa phương và sống rất khép kín không chia sẻ tâm sự về công việc mình đang làm với ai bao giờ ở địa phương thì ai cũng công nhận vợ chồng của Minh giỏi, vì trước đó không ai nghĩ là đôi này đang làm những việc vi phạm pháp luật. Đôi này yêu nhau lâu rồi mới cưới nhau đấy, trước đây còn ở chung với bố mẹ chồng, nhưng từ ngày xây nhà là ở tách ra rồi. Bố mẹ của Minh đều là cán bộ viện hưu rồi, nhưng cũng có của an của để. Sau khi vợ chồng Minh bị bắt thì người dân địa phương ai cũng bất ngờ, đại diện tổ đồng cửa cho biết thêm còn trong mắt của người dân xung quanh thì cặp vợ chồng hot girl là doanh nhân thành đạt còn thành lập doanh nghiệp hoạt động cả trong lĩnh vực cầm đồ ngoài ra vợ chồng của minh còn mở quán karaoke trên địa bàn thành phố bắc giang vân thường xuất hiện như là một bà chủ trẻ tuổi thành đạt dùng toàn đồ hiệu đi xe hơi đắt tiền hai vợ chồng ông trùm dương quang minh thường xuất hiện ở những nơi sang trọng xa hoa và chỉ dành cho người có tiền khi đường dây cá độ bóng đá này bị triệt phá thì nhiều người dân địa phương không khỏi ngỡ ngàng trước chân tướng của cặp vợ chồng này. Hóa ra tất cả đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của vợ chồng ông Trùm. Minh đứng ra điều hành đường dây chuyên cá độ bóng đá với lượng tiền giao dịch lớn. Còn người vợ hot girl Nguyễn Thị Hồng Vân thì giúp cho chồng quán xuyến về tài chính trong đường dây đánh bạc. Thế giới ngầm, cây thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.